Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin chuyển động số Tân Niên số 112 của truyền hình báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Facebook giờ đây không chỉ còn là mạng xã hội để người ta lên chia sẻ những thông tin cá nhân, mà giờ đây trang mạng xã hội này đã góp phần kết nối yêu thương của nhiều nhóm người có cùng sở thích, và Huế trong tôi là một nhóm người như thế. Câu chuyện này sẽ được kể trong phần đầu của bản tin chuyển động số ngày hôm nay. Còn phần góc thủ thuật sẽ giúp các bạn tải file từ các dịch vụ chia sẻ khó tính của OddsJobLadder. Và tiêu điểm của tuần này sẽ dự đoán về một năm 2014 với những cuộc chạy đua của những thiết bị thông minh có thể đeo được. Đã từ lâu, trang Facebook với cái tên Huế trong tôi đã trở thành chiếc cầu nối kết nhiều bạn trẻ yêu Huế trên khắp mọi miền đất nước. Ban đầu đây chỉ là một trang fanpage đăng tải và chia sẻ những hình ảnh công trình kiến trúc, đền đài, món ăn bình dị, dân dã của Huế. Nhưng sau một thời gian, từ thế giới ảo bước ra đời thực đến nay, câu lạc bộ vì cộng đồng Huế trong tôi đã thành lập, thu hút 16 nhóm với hơn 600 thành viên tham gia chính thức. Hàng tháng các nhóm lại đề ra nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa. Thứ năm chủ nhật các bạn trẻ khác thì triệu tập đến gia đình, bạn bè, nhưng mà những người của em thì đi làm từ thiện, giúp hoàn cảnh khó khăn cũng là một niềm vui đối với chúng em. Từ những dòng thông báo trên Facebook của câu lạc bộ vì cộng đồng Huế trong tôi, chúng tôi theo chân nhóm kết nối đến nhà ông Đỗ Mừng, thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, thừa Thiên Huế. Đa phần thành viên của nhóm kết nối đều đã đi làm. Họ là những công nhân nhà máy, nhân viên quán phục vụ ở các quán cà phê, nhà hàng. Có điều ai cũng muốn làm một điều gì đó cho Huế thông qua công việc từ thiện. Và hôm nay cả nhóm sẽ dành trọn một ngày để sửa sang nhà cho ông Mừng. Gia đình ông Mừng có 5 người con. Hoàn cảnh cơ cực, vất vả buộc các con của ông mỗi người một ngã, tha hương cầu thực. Cuộc sống bấp bênh, chìm nổi nên họ không đủ tiền về quê thăm cha mẹ. Hai ông bà già neo đơn sống trong căn nhà dựng tạm bằng phên nứa trên mảnh đất của một người bà con. Qua một thành viên, nhóm biết được hoàn cảnh neo đơn éo le của ông bà. Ngay lập tức những hình ảnh khó khăn của vợ chồng ông Mừng cùng lời kêu gọi lan nhanh trong cộng đồng Huế trong tôi. Chưa đầy một tuần sau, nhóm nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Con cái cực khổ thì cùng với đoàn từ thiện để họ làm giúp cho cái gia cái thân rồi đó. Buổi chiều cùng ngày, một nhóm khác của Huế trong tôi ở trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cùng nhau đi khắp các tuyến đường, gõ cửa từng nhà trong thành phố để thu gom ve chai, phế liệu rồi phân loại để bán. Số tiền này được các bạn dành để nấu bữa cơm cho trẻ em ở các trung tâm bảo trợ trẻ em và người già neo đơn trong thành phố Huế. Dạ, việc của em là một chủ nhật là đi cùng là thu được ve chai và thu được số rất là ít ỏi để mà làm một bữa cơm cho những trẻ em mà có khó khăn ở các trung tâm. Và hoạt động đó là rất ý nghĩa và rất vui. Người sáng lập câu lạc bộ này là kiến trúc sư Nguyễn Hữu Khánh, 28 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ lâu màu áo tím tình nguyện của câu lạc bộ vì cộng đồng Huế trong tôi đã trở nên thân thuộc với người dân Huế. Đặc biệt cứ mỗi lần người Huế oằn mình chống chọi với bão lũ thì những thành viên của trang mạng xã hội này cũng thức trắng đêm để cập nhật tin tức theo dòng sự kiện. Và qua đó, từng món tiền, hàng của những người yêu Huế khắp mọi nơi được trao tận tay đến người dân. Và bằng chính những công việc đơn giản, nhỏ nhặt nhưng đầy tâm huyết với cộng đồng đã góp phần làm nên thương hiệu Huế trong tôi trong cộng đồng Facebook rộng lớn. Thưa quý vị và các bạn, công việc hàng ngày đòi hỏi bạn phải liên tục chia sẻ và tải các dữ liệu từ các dịch vụ chia sẻ file như BitShare, DepositFile, FileFactory. Tuy nhiên thì không phải lúc nào bạn cũng có thể tải được những tài liệu cần thiết một cách dễ dàng. Tham khảo ứng dụng sau đây, bạn sẽ có được một giải pháp hiệu quả. OddsJobLadder là ứng dụng miễn phí hỗ trợ người dùng tải dữ liệu từ các dịch vụ chia sẻ file khó tính như BitShare, DepositFile, FileFactory, GameVault, ZumbaFile, NetLog, BudLocker, RabbitShare, SendSpace, SourceForge, Upload và GPShare. Để sử dụng dịch vụ, người dùng tải phần mềm tại địa chỉ như trên màn hình. Sau đó giải nén và kích hoạt tập tin OddsJobLadder để khởi động chương trình.
Bây giờ, để tải file về, bạn chỉ việc copy link dữ liệu cần tải. OutDoorLoader sẽ lập tức đưa dữ liệu này vào danh sách chờ. Sau khi dữ liệu của bạn được đưa vào danh sách này, chương trình sẽ hiển thị thời gian đếm ngược và xuất hiện một đoạn mã để người dùng xác nhận như khi download từ các website khác. Tiếp theo, người dùng nhấn mũi tên màu cam hoặc nhấp phải lên trên tập tin trong danh sách chọn Download Selected để bắt đầu tải. Tuy nhiên, trước khi thực hiện thao tác này, người dùng nên chọn thư mục lưu tập tin bằng cách nhấn nút 3 chấm tại vị trí này. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tải dữ liệu thủ công bằng cách chọn thẻ Add Download, sau đó nhấn tiếp biểu tượng hình chữ thập màu xanh bên dưới và nhập link cần tải. Ứng dụng cũng hỗ trợ người dùng tải dữ liệu từ nhiều liên kết khác nhau. Nếu bạn thực hiện thao tác này thì mỗi liên kết sẽ nằm trên một dòng, cuối cùng bấm OK. Nếu cần tải nhiều tập tin cùng lúc, người dùng chỉ việc đánh dấu vào các tập tin trong danh sách rồi chọn tải về bình thường. Khi chương trình bắt đầu tải dữ liệu, người dùng có thể quan sát các thông số liên quan đến quá trình tải dữ liệu như tốc độ tại mục Speed, dung lượng tại mục Size. Ngoài những tính năng trên, dịch vụ còn cho phép người dùng điều chỉnh số tập tin được tải cùng lúc tại mục Slot Limit, tốc độ tối đa cho phép tại mục Speed Limit tại hai ô trống nằm bên dưới. Bây giờ, bạn có thể tải dữ liệu một cách dễ dàng từ các ứng dụng khó tính trên mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Và các bạn thân mến, sự phát triển của công nghệ luôn khiến con người ta phải giật mình vì những hình ảnh, những sản phẩm mà nhiều khi trước đây chỉ xuất hiện trong phim viễn tưởng, đơn cử như chiếc kính thông minh của Google, Google Glass với nhiều tính năng ưu việt. Bạn hãy tưởng tượng nhé, rằng mình đang đeo một chiếc kính và đến một đất nước khác, những bản hiệu bằng tiếng bản địa ở đó sẽ được chiếc kính thông minh này dịch sang tiếng Việt ngay tức thì. Không chỉ chiếc kính thông minh mà đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh và các thiết bị khác thuộc nhóm các thiết bị thông minh có thể đeo được chắc chắn sẽ khuấy đảo thị trường công nghệ trong năm 2014. Google Glass đã từng được tạp chí Time danh tiếng bầu chọn là phát minh tốt nhất năm 2012. Cho đến khi bước sang năm 2014, độ quan tâm của giới công nghệ đối với chiếc kính thông minh này vẫn không hề giảm nhiệt. Những tính năng hấp dẫn như quay video, chụp ảnh tự động, hiển thị kết quả tìm kiếm, dịch thuật, hướng dẫn chỉ đường hay thậm chí là chat video và cả việc tích hợp các ứng dụng của bên thứ ba đều có trong chiếc kính thông minh này. Sản phẩm này sẽ được Google bắt đầu bán ra vào năm nay. Đó là thiết bị đeo trên mặt. Còn thực ra thì phần cạnh tranh nóng bỏng nhất trong năm sẽ là nơi cổ tay với những chiếc đồng hồ và vòng đeo tay thông minh. Triển lãm công nghệ CES 2014 vừa qua, nhiều mẫu đồng hồ thông minh và vòng đeo tay thông minh đã tụ hội khoe sắc. Điển hình trong số đó là các mẫu đồng hồ Meta, Pebble Steel và các loại vòng đeo tay LG Life Mantis, Sony Core, Razer Nebu, Jaybird Ri. Trước đó năm 2013, Samsung đã bán được 800.000 chiếc đồng hồ thông minh Galaxy Gear và hiện tại đang là đơn vị dẫn đầu về thị phần lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi nhiều công ty khác nhăm nhe lĩnh vực này thì thế cực có thể hoàn toàn khác. Gần đây nhất, Acer đã xác nhận việc sản xuất các thiết bị đeo được mà người ta tin rằng đó sẽ là đồng hồ thông minh. Trong năm 2013, Apple cũng đã nhận bằng sáng chế đo nhịp tim trên điện thoại. Giới công nghệ nhận định bằng sáng chế này liên quan đến một chiếc đồng hồ thông minh mà Apple đang âm thầm phát triển. Nhiều mẫu ý tưởng về chiếc đồng hồ này được người yêu công nghệ tung ra khiến cho chiếc đồng hồ thông minh của Apple càng trở nên nóng bỏng hơn. Một điểm chung của các loại đồng hồ và vòng đeo tay thông minh là hoạt động của chúng đều gắn liền với điện thoại thông minh. Tuy thị trường khởi đầu đã rất sôi động với sự góp mặt của nhiều ông lớn trong làng công nghệ, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là bước đệm và các thiết bị này sẽ còn phải hoàn thiện mình nhiều hơn nữa về tính năng cũng như thiết kế. Một số hãng công nghệ cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc hợp tác với các hãng thời trang để cho ra đời những sản phẩm công nghệ vừa đột phá, tiện dụng về tính năng, vừa bắt mắt sang trọng. Dù sao đi nữa thì chắc chắn 2014 cũng sẽ là một năm sôi động của các thiết bị thông minh đeo được. Việc còn lại của chúng ta là chờ đợi những đột phá của các hãng công nghệ và tận hưởng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là năm 2014 hứa hẹn nhiều đột phá mới trong lĩnh vực công nghệ, khẳng định những điều tưởng chỉ có trong phim viễn tưởng sẽ xuất hiện ở thực tại. Chúng ta cùng hy vọng được tiếp nhận những thành tựu mới để hỗ trợ con người và làm phong phú đời sống công nghệ.
Tin vui này cũng đã khép lại bản tin Chuyển động số ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Chuyển động số 113 được phát vào ngày 11 tháng 2 năm 2014 trên trang truyền hình báo Tuổi Trẻ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn. Thân ái chào tạm biệt.